3 2 1 Và màn kế tiếp của chương trình kỳ tài thách đấu lần này là quý vị sẽ được gặp gỡ một dị nhân, và anh ta đến từ Thanh Hóa. Và thưa quý vị, biệt tài của anh ta là dùng răng khui nắp chai. Và tôi chỉ nói quý vị nghe một thông tin nhẹ thôi. Anh ấy có thể khui một lúc hết 3 kết này được. Tôi nghĩ là quý vị sẽ không tin đâu, đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là nại thì một hồi nó bị mỏi răng, đúng không? Không ai tin đâu. Như vậy thì hãy gặp gỡ anh ta, dị nhân răng thép đến từ Thanh Hóa, Lê Hồng Giang. Mời anh cho coi răng trước, nụ cười đó. Anh cho mọi người biết anh luyện tập từ năm bao nhiêu tuổi? Luyện tập từ năm 14 tuổi ạ. 14 tuổi thì năm nay anh bao nhiêu tuổi? Năm nay 25 tuổi ạ. 25 trừ 14, 11 năm. 11 năm đó. Wow, không có nghĩ cái giỏi năm quá. Nào hả anh? Tính được luôn. Có đi học mà. Giang ơi, có gãy cái răng nào không? Có gãy cái răng nào không? Không ạ. Ủa nhưng mà Giang ơi, nguyên do làm sao mà Giang biết là Giang có thể đậy nắp chai hay là biết là cái hàm răng mình nó khỏe được? Ủa chị hỏi em hả chị Đào? Hả? Yeah. Em thì chưa đậy bao giờ. Đây đây Giang này chứ phải Giang này. Là sao em biết răng em khỏe? Đây là khả năng bẩm sinh rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ anh khui là trong vòng bao nhiêu thời gian thì mới hết được? Khoảng một phút rồi. Một phút? Trời ơi, một phút mà hết 50 mấy chai gì dữ vậy trời? Khoan nha, bây giờ cái này là 60 chai. Một chai, một chai, một chai. Đúng rồi nha. Trời ơi, ảnh hiền quá. Thử nha, giờ thử nha. Phải hỏi anh sẵn sàng. Bây giờ tôi có một phần đặt cược nhẹ. Nếu như anh làm được thì các bạn bị phạt, đúng không? Mình làm thử thôi. À mà tôi biết anh làm được mà. Giang nghĩ làm được phải không? Làm được chứ, không được chương trình mời tới chị. Nghĩ làm được không? Chắc chắn là làm được rồi. Nè. Thôi Vương nghĩ không được. Vương nghĩ không được, thấy chưa? Phải có ý kiến trái chiều. Không được, tại vì một giây mà vui một chai không thể nào. Đức thì sao? Anh làm được. Cầm lên thôi, để nạy một cái là hết một giây rồi. Giang. Nhưng mà chị thấy cái mặt ảnh chị thương quá à. Thương. Chị Giang giờ theo chị nhắm mà anh có làm được không? Vô khui liền em, khui một chai liền em. Thôi chị, em đâu có muốn để hàm răng em đó. Bây giờ chị nhắm là ổng có làm được không? Ảnh thì đương nhiên là làm được, thì ban tổ chức mới mời ảnh tới đây chứ mà. Nếu mà ảnh không làm được thì đâu có ai mời ảnh tới đây đó, làm gì. Đúng quá, đương nhiên đó. Như vậy là trong 6 người chỉ có một mình Thiên Vương để đặt cược với ảnh thôi. Ôi chắc cày á. Một phút, có này nha, chuẩn bị. Đến đây chương trình thì em có một nguyện vọng để tham dự chương trình Inet Việt Nam ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ phần nại nắp chai 60 chai trong vòng 1 phút của dị nhân Lê Hồng Giang sẽ thách đấu cùng với tất cả anh em chúng tôi. Một tràng vỗ tay ủng hộ tinh thần. Thế là anh phải nói cái gì? 3, 2, 1 bắt đầu. Ờ, bắt đầu. Bắt đầu. Rồi, xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh. Tôi có lỗi với mọi người. Để tôi đeo lại. Sai sẻ tôi quá mà. MC chưa có phải ở đỡ đâu. 3 2 1
thua quý vị. Dư. Thương quá. 3 giây. Và quý vị nghĩ đi, chai này là vô tình làm bể, nếu trong 3 giây đó ảnh có khui được chai cuối cùng hay không? Có. 3 giây đã khui 3 chai luôn. 3 giây đủ để anh khui 30 chai nữa. Phải rồi, phải rồi, phải rồi. Khui đi nè. Ôi sao chị tôi làm sao vậy nè trời. Thưa quý vị, không còn gì để có thể nói nữa. Anh quá xuất sắc. Một tràng pháo tay cho dị nhân Lê Hồng Giang. Bây giờ thưa quý vị, phần này mới quan trọng. Phần biểu diễn thứ hai, anh sẽ biểu diễn là dùng răng. Răng nữa. Nâng một con người. Bây giờ theo các người chơi, anh Đức, chị Giang và Thiên Vương suy đoán xem anh ấy có làm được điều đó hay không. Và nếu như ai đoán đúng sẽ được cộng 1 điểm. Và các bạn được lựa chọn quân sư riêng cho mình để khuyên các bạn là nên chọn làm được hay là không làm được. Ok, chọn Thiên Giang luôn. Mời Thiên Vương, bạn chọn. Thiên Vương chọn anh Tài. Mời anh Tài. Qua đây chị em. Em chị, nữ đi. Nữ qua đây. Theo Trường Giang, anh Lê Hồng Giang có nâng được một người hay không? Quan trọng là con người nào. Em sẽ nâng chị Hồng Đào ạ. Đó, chị Hồng Đào. Chị Hồng Đào. Rồi, quan vậy trọng hay là nâng chị Đào lên bao nhiêu cm? Là bao nhiêu cao? Em sẽ đi vòng quanh. Trời ơi, vòng vòng. Không cần biết là bao nhiêu cao, chỉ cần biết là nâng xong đi vòng vòng. Rồi, bây giờ tôi hỏi là Đức có tin hay không? Anh Đức nghĩ là hôm nay anh Giang sẽ làm được điều đó. Anh nâng chị Đào lên và có thể đi em không cần anh đi nhiều đâu, anh đi một vòng thôi, anh làm được. Trời ơi, có một vòng thôi à. Nhưng bây giờ ông lẽ bắt ra bùng binh với Bến Thành đi, vậy nguyên một vòng. Chắc người ta đi một vòng nhỏ đây thôi. Đúng không? Rồi, Đức được không? Cược là anh Lê Hồng Giang làm được. Rồi, mời quân sư Hồng Đào. Cho chị hỏi một câu được không? Mời chị. Ở nhà rồi ảnh rinh ai? Trời đất ơi, Giang ơi, em tập trung vô đây đi. Em đi đâu vậy? Chơi chị nghĩ là được. Rồi vậy được, vậy được á. Được. Dễ sợ. Nói cơ sở gì mà nói được, mà nói tôi nghe coi. Chị được, em được. Em bị liệu mà chị khỏi hỏi. Bị liệu hả? Mời quân sư Chí Tài. Dạ đúng rồi. Dạ, em suy nghĩ cho kỹ. Liệu cái răng á, em biết không, cắn thì nó là dễ. Mà để là cứ ngậm cọng dây mà kiêng. Một cái người mà nhẹ, không phải nhẹ đâu nha, bà Đào cũng nặng lắm á. Ê, tôi thấy anh chỉ cái đội này suy nghĩ hơi lâu quá. Thôi, em suy nghĩ đi, được không được, anh là anh thấy nguy hiểm. Nghe nè, Thiên Dương, bây giờ Thiên Dương tháo mắt kiến ra để mình suy nghĩ cho nó nhanh ha. Thôi, thôi, lâu quá. Nghĩ được đi. Okay. Được phải không? Được. Rồi. Cả ba người đều lựa chọn anh làm được, đừng để chúng tôi thất vọng. Bây giờ là cái phần nâng người bằng răng. Thank you.
bảo vệ an toàn. Một người đàn ông đâu vinh danh, vinh hiển đứng dậy trước bao nhiêu tràng vỗ tay của quý vị vì đã hoàn thành nhiệm vụ mình quá xuất sắc. Tôi để ý anh rất là hiền, chân thật, bình dị. Xin được gửi tặng cho bạn 10 triệu đồng của anh chị em nghệ sĩ như là một món quà tinh thần.